Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con đã mở đầu thánh lễ sáng hôm nay bằng những lời lẽ hơi dài một chút, cũng chỉ là mong ước cho tất cả mọi người giờ này đang ngồi trước những màn hình để tham dự thánh lễ hôm nay một ý thức sâu sắc hơn về công việc mà mình đang làm. Đó là tham dự một cử hành phụng vụ cao nhất của giáo hội trong một ý chỉ cũng rất đặc biệt. Đó là cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch COVID trên quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Cổng thông tin của Bộ Y tế về đại dịch này cho biết rằng tính cho tới ngày hôm nay, số ca nhiễm bệnh trên đất nước của chúng ta đã vượt qua cái mốc 1 triệu người, chính xác là 1.060.000 người. Số ca tử vong là hơn 23.000. Còn những hậu quả mà dịch bệnh đã để lại thì như thế nào? Con nghĩ là sẽ không có một cái thống kê nào đầy đủ và toàn diện được. Mà nếu có đi nữa thì những cái thống kê ấy chỉ làm cho nỗi buồn thêm trĩu nặng hơn mà thôi. Trong tất cả những thiệt hại ấy, có những điều mà chúng ta sẽ dần dần khôi phục lại được với thời gian. Nhưng cũng có những điều chúng ta không bao giờ tìm lại được nó nữa. Đó chính là hơn 23.000 sinh mạng con người đã bị dịch bệnh này lấy đi một cách vĩnh viễn. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những cái nỗi đau xé lòng của những người khi tận mắt chứng kiến người thân của mình lúc bước lên xe còn khỏe mạnh, còn mỉm cười, nhưng khi trở về chỉ còn một ít tro cốt mà thôi. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ này hoàn toàn không phải là để bù đắp lại những mất mát ấy. Không, không bao giờ bù đắp nổi đâu. Nhưng hôm nay, trong khuôn khổ của thánh lễ, trong màu của phụng vụ, chúng ta hướng về những người đã khuất. Chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Chúng ta hướng về những người đã mãi mãi ra đi. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta.
cả hai bài thánh kinh mà chúng ta vừa nghe đều là những câu trả lời cho biết lý do sâu xa nhất, căn bản nhất mà chúng ta cử hành thánh lễ đặc biệt của ngày hôm nay. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan diễn tả cái nhìn của Kitô giáo về sự chết. Chết không phải là một dấu chấm hết hoàn toàn cho một con người. Chết cũng chẳng phải là một sự tống khứ vĩnh viễn con người vào cõi tiêu diệt. Nhưng tác giả quyển sách này cho biết rằng cái chết của những người công chính như một cánh cửa phải bước qua để đi vào sự sống mới. Từ ngạch cửa này, những đau khổ của trần thế sẽ không bao giờ chạm được tới Ngài nữa. Từ ngạch cửa này, những tiếng còi hụ của xe cứu thương, những âm thanh khô khan lạnh lẽo của các thiết bị y tế sẽ không làm cho các ngài phải hoảng sợ nữa. Từ ngạch cửa này, những cơn ho khô rác, những lần khó thở nặng nề cũng chẳng làm cho các ngài phải quan mang. Tại sao như thế? Tác giả quyển sách này viết tiếp rằng bởi vì các ngài đang sống trong bình an, đang chờ giây phút Thiên Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến các ngài, và khi ấy người công chính sẽ chiếu sáng trong phần phúc đời đời của họ. Sang đến bài phúc âm, những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu thưa lên với Chúa Cha trở thành một lý do mạnh hơn nữa, trở thành một lý do thuyết phục hơn nữa để chúng ta hôm nay cử hành thánh lễ đặc biệt này. Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha đã ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng được ở đó với con. Những lời lẽ này, con cho rằng nó đã trở thành một niềm vui, một niềm hy vọng rất lớn cho chúng ta. Bởi vì qua bí tích rửa tội, chúng ta, tất cả anh chị em trong cùng đức tin của mình, chính là những người mà Chúa Cha đã trao phó cho Chúa Giêsu trong mầu nhiệm ơn cứu độ. Và rồi cái cụm từ những kẻ Cha đã ban cho con, thông qua giáo lý Kitô giáo còn được hiểu là bao gồm hết tất cả những ai đang sống theo lương tâm, ăn ở ngay lành, những ai đang chân thành tìm kiếm chân lý bằng một đời sống tốt lành, bằng một đời sống hướng thiện của mình. Như vậy, hôm nay với thánh lễ đặc biệt này, trước nhất là một cơ hội cho chúng ta, cơ hội để chúng ta tuyên xưng đức tin của mình trước mầu nhiệm của sự chết, và kế tiếp cũng là một dịp rất thuận lợi để chúng ta cầu xin ơn lành của Chúa ban xuống cho anh chị em của chúng ta, những người đã qua đời vì đại dịch COVID này, như là một nghĩa cử cao đẹp của tình quê hương, của nghĩa đồng bào. Thưa quý ông bà, anh chị em, những người mà chúng ta nhớ đến ngày hôm nay trong thánh lễ này chắc cũng nói với chúng ta rằng chúng tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến cao đẹp, đã đi hết chặng đường và chúng tôi đã giữ vững đức tin.
quyển sách cuộc đời của các ngài đã vĩnh viễn khép lại. Tự bản thân các ngài sẽ không còn một cơ hội nào nữa để chỉnh sửa, dù là một chấm hay là một phẩy trong quyển sách cuộc đời của mình. Nhưng mà rồi mầu nhiệm các thánh thông công cho phép chúng ta giúp đỡ các ngài trong việc bù đắp và chỉnh sửa ấy. Vậy hôm nay, ngoài việc chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho các ngài, mỗi người chúng ta hãy làm thêm một việc tốt lành nào đó, kính dâng các ngài thay cho lòng yêu mến và biết ơn. Con tin rằng đây mới là một trong những điều quan trọng nhất mà các ngài đang chờ đợi nơi chúng ta. Hãy luôn luôn nhớ rằng quên lãng một ai đó đã qua đời chính là chúng ta bắt họ phải chết thêm một lần nữa.